Trẻ em không gây ra biến đổi khí hậu. Báo cáo UNICEF năm 2021 chỉ ra trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam là chịu tác động nhiều nhất từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đe dọa sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, an toàn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Chương trình của UNICEF sẽ kết hợp giáo dục chất lượng, các dịch vụ nước sạch và vệ sinh cùng với sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên để bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong trường học và trong cộng đồng. Các bạn muốn góp phần của mình vào để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, giúp cho xã hội càng ngày càng phát triển hơn nhưng mà không hủy hoại đến môi trường, và con mong là cả cộng đồng sẽ cùng chúng ta giúp đỡ con và các bạn của con.